nhà vườn bên em giới thiệu với anh chị là có bông trang nhiều màu luôn nha anh chị, là bông trang tháp mà hàng size mini nha, bên em đều có luôn nha anh chị nha. Đồng giá là 100.000 một cây em miễn ship. Anh chị nào mua bao nhiêu cây thì em tính bao nhiêu cây nha anh chị. Nó cao tầm 50-70cm á, quành gốc của nó là bằng ngón tay cái nha. Này là trang tím sen nha anh chị, cái bông trang tím sen nó đang nụ nè, có hàng cây nó chưa bông nha anh chị nha. Nó nguyên cái lô này anh chị nào mà lấy về mà trồng sân vườn hay là trồng làm cảnh gì cũng được luôn nha anh chị nha. Quành gốc nó bằng ngón tay nha anh chị. Giá là 100.000 một cây nha. Anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh Hoa Kiển Thanh An Sedex nha anh chị nha. Zalo bên em chốt hàng là 0844333799 nha anh chị. Có rất là nhiều loại trang bên nhà em luôn. Hàng trang này là trang size mini nha anh chị. Hàng rất là đẹp luôn. Anh chị về làm cảnh là quá đẹp luôn á. Và ngoài ra thì bên em còn có trang mà loại nhỏ luôn nha anh chị. Loại nhỏ loại lớn thì bên em cũng có nha. Có trang màu vàng luôn nữa nè. Màu vàng bên em thì cũng đồng giá là 100.000 một cây nha. Em miễn ship luôn. Tại vì cái chậu chính với chậu thùng 11 đó, nó nặng lắm nha anh chị. Tiền ship nó nặng nha. Em bán là 100.000 một chậu, em miễn ship. Anh chị lấy bao nhiêu màu thì tính bao nhiêu nha. 100.000 đồng giá nha anh chị. Anh chị nào chốt hàng thì cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Trang vàng nó cũng cao từ 50-70cm luôn. Hàng có hoa và không có hoa luôn nha anh chị. Cái hoành gốc của nó bằng ngón tay cái nha, bằng ngón tay của mình á. Có cây bự hơn, có cây nhỏ hơn cũng có nha anh chị. Mà trung bình của nó là từ bằng ngón tay của mình đi nha. Em cũng có trang đỏ nữa nè. Trang đỏ và trang vàng, trang tím sen. Và ngoài ra bên em còn có cái hàng trang cam nữa nha anh chị. Đây nè, em cho anh chị coi cái hàng trang trắng nữa nè. Trang trắng bên em có ra một lô, hàng rất là đẹp luôn. Cái lô này bên em thì cũng đồng giá cho anh chị luôn. Anh chị nào mà mua thì cũng 100.000 một cây nha anh chị. 100.000 một cây nha. Trang trắng là bao ship cho anh chị luôn á. Tại vì trang trắng này nó cũng để nằm vô cái chậu 9, chậu 10 anh chị. Nó cũng nặng dữ lắm nha. Hàng này bên em là đang lên nụ nè. Có bông luôn nha anh chị. Nó cao tầm 50-70-70cm nha. Giá là 100.000 một chậu, đồng giá nha anh chị. Anh chị nào chốt hàng thì lấy trang nào cũng được hết. Anh chị báo qua em qua Zalo thôi, comment xuống bên dưới cho em số điện thoại là em chốt hàng nha. Hàng này là đồng giá 100.000 một cây nha anh chị. Em bao ship cho anh chị toàn quốc luôn nha. Zalo bên em chốt hàng là 0844333799 nha anh chị. Bên em có rất là nhiều loại luôn. Cái hàng trang trắng này thì bên em nó hoành gốc của nó là nó bằng ngón tay đó anh chị. Anh chị nào lấy hàng thì liên hệ qua bên em nha. Bên em có rất là nhiều loại trang luôn. Trang tím sen nè, trang vàng, trang đỏ, trang trắng. Cái hàng mà size mini thì bên em có rất là nhiều luôn nha anh chị. Anh chị nào mà chốt hàng thì cho em số điện thoại địa chỉ nha. Đồng giá 100.000 một cây thôi. Em bao ship cho anh chị luôn. Anh chị lấy mấy màu thì bên em đều có nha anh chị nha. Đây em cho anh chị coi cái hàng hồng phấn nè. Tiến tới là cái hồng phấn nha anh chị. Hồng phấn cũng là 100.000 một cây, em bao ship luôn nha. Anh chị nào chốt hàng thì cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Hồng phấn vất tím, hàng cây size mini nha anh chị. Có thoát thân đẹp nha. Cái lô này bên em còn tầm khoảng chừng 100 mấy 200 cây à. Em bán rẻ cho anh chị luôn nha. Cũng bao ship cho anh chị luôn. Nằm trong cái thùng này thì nó nặng lắm nha anh chị. Đất không à, phân không à, thành ra nó nặng dữ lắm nha. Em bán cho anh chị là giá chỉ đồng giá chỉ có 100.000 một cây thôi. Đủ màu luôn, anh chị muốn lấy màu nào cũng 100.000 một cây nha anh chị. Thấy không, cây hồng phấn quốc tím này, hàng này là về anh chị trồng á là nó phát ra dữ lắm nha anh chị. Tại vì cây này nó sai trung rồi. Nó đang lớn nha, cây này nó đang lớn nha không. Nó cao tầm 50 nha, 45-50cm anh chị. Hoành gốc của nó là bằng ngón tay nha. Cái hoa rất là đẹp luôn. Hàng này là siêu bông cực kỳ luôn nha. Anh chị nào mà lấy bao nhiêu thì em tính bao nhiêu nha anh chị. Đồng giá chỉ có 100.000 một chậu thôi. Có đủ màu luôn nha. Nhớ nhấn đăng ký kênh Hoa Kiển Thanh An Sedex nha anh chị. Bên em có rất là nhiều loại luôn. Tím sen, trang hồng phấn phấn tím nè. Bên em có cốc luôn nha anh chị. Cốc kiển luôn nha. Anh chị nào mua cốc kiển thì em bán cốc kiển luôn. Cốc kiển. Và ngoài ra bên em còn có một lô trang màu cam. Lô trang màu cam này bên em chuẩn bị ra nè. Anh chị nào mua lô trang cam thì bên em có báo giá lô trang cam cho anh chị luôn nha. Trang bụi nha anh chị. Bụi trang cam nha, giá rẻ thôi. Anh chị nào mà chốt hàng thì báo em nha, em đi số lượng. Hàng này là hoa tự nhiên nha anh chị. Đó, trang cam. Cái chậu này là chậu chính nha anh chị nha. Chậu chính, bên em đi số lượng nha anh chị. Anh chị nào có lấy số lượng thì báo em nha. Zalo bên em là 0844333799 luôn. Số lượng có ít thôi. Bên nhà em thì còn có cốc luôn nha anh chị. Anh chị nào lấy cốc thì báo em nha. Cốc bên em mới gầy giống được bao nhiêu đây thôi.